Ngày 28 tháng 6, ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ba bé gái chết đuối. Theo ông Huy, khoảng 9 giờ cùng ngày, em Cao Thùy Dương, 10 tuổi, rủ các em Cao Thị Hồng Duyên, 8 tuổi, Nguyễn Thanh Thư, 10 tuổi, Nguyễn Thanh Trà, 12 tuổi, Cao Minh Khôi, chưa rõ tuổi, và Đoàn Tiểu Vi, 9 tuổi, đến một vực nước phía sau xóm Lò Gạch, thuộc thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, để tắm. Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, ba cháu Cao Thùy Dương, Cao Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thanh Thư bị chết đuối. Lúc này, các em Trà, Vi, Khôi hoảng sợ nên chạy đi báo anh Lê Hùng Vĩ nhà ở gần đó, đồng thời gọi người lớn đến ứng cứu. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng của xã cùng người dân vớt được thi thể ba cháu lên bờ. Theo ông Huy, trong ba cháu bị chết đuối, có hai cháu thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, em Nguyễn Thanh Thư hiện đang sống với ông bà ngoại, nhà thuộc diện hộ nghèo, mẹ thường xuyên đi làm ăn xa nhà. Em Cao Thùy Dương có cha mẹ bị khuyết tật bẩm sinh, nhà thuộc diện hộ nghèo.